Xin chào tất cả các cụ. Ngày hôm nay Dũng Dâu lại tiếp tục lên video báo máy cho cụ buổi chiều ngày 6 tháng 5 năm 2022. Đây là dàn sách tay này, Dũng Dâu đã lên xong rồi này, và đã test cũng như là lên hóa đơn cho các cụ này, Mường La, Sơn La này. Bắc Từ Liêm này, Hà Nội này, Sapa này, Đại Từ Thái Nguyên này, Cẩm Giàng Hải Dương này. Đây là một em cao áp 30S Anobi này, cho một cụ ở Lục Nam, Bắc Giang này. Tiếp theo này, một con 25S cho một cụ ở Duy Tiên, Hà Nam này. Thêm đây nữa này, đây là một em cu loa này, cho một cụ ở tiếp tục là Lục Nam, Bắc Giang. Còn đây là con ba con cao áp này, đang bắt đầu cho anh em khui ra để test để gửi cho các cụ này. Ba con này là một cụ là ở Thái Nguyên này, một cụ ở Quảng Ninh này, và một cụ ở Quảng Bình này. Đấy, chiều hôm nay là chiều ngày 6 tháng 5 thì là tổng là thế nào? 5 con cao áp. Cả 25 và 30S là 5 con cao áp này. Và sách tay này. Đấy, về hàng hóa thì trước khi gửi cho khách hàng thì bên Dũng Dâu sẽ cho anh em bỏ ra test từng con một. Test 100% luôn, kể cả từ dòng cao áp đến dòng sách tay hay là dòng cu loa. Tất cả trước khi xuất xưởng đều phải lắp và test cho anh em hết, test cho các cụ hết, để đảm bảo máy chạy một cách hoàn hảo nhất để trước khi là gửi cho các cụ. Kể cả từ những cái dòng máy nhỏ nhất đều phải test hết. Đây là một em T2003 đang test cho các cụ này. Các cụ cũng như là các bạn hoặc là các bác có nhu cầu về những cái dòng máy rửa xe sách tay, các dòng máy rửa xe cao áp, hay là các cái dòng máy chạy dây Kuroa, Zedai, thì liên hệ với Dũng Dâu qua số điện thoại là 0967 123 36 0855 777 555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.